10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Mọi người có thấy là trên bầu trời xuất hiện rất nhiều cái hiện tượng lạ mà chưa bao giờ trong lịch sử xảy ra không? Mỗi ngày trời khí thì tự nhiên nó nhiều hơn trời. Xuất hiện đàn kiến khổng lồ trong nhà dân đang hối hả tha trứng lên trên cao khiến nhiều người ngạc nhiên. Thoát khổ, giải thoát kiếp luân hồi là thoát khổ, thoát được kiếp luân hồi là thoát khổ, còn ở trong vòng luân hồi là còn khổ, còn tiếp tục khổ, vẫn còn khổ là như vậy. Xuất hiện đàn kiến khổng lồ trong nhà dân đang hối hả tha trứng lên trên cao khiến nhiều người ngạc nhiên. Mà sao nó bung ở đó dữ vậy? Ủa là trời kiến thì tự nhiên nó nhiều dữ vậy? Video được chủ nhà gần khu du lịch Đại Nam chia sẻ với Bình Dương 24 giờ rằng quay vào tối ngày 21 tháng 9, video thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, nhưng số đông cho rằng đàn kiến phải di rời tổ của mình đến các vị trí cao hơn, vì kiến rất nhạy khi thời tiết chuyển xấu, sắp trời mưa lớn ngập nước. Trong khi đó, theo dự báo thời tiết khu vực Bình Dương và Nam Bộ trong những ngày tới sẽ có mưa dông, mưa lớn cục bộ, nên mọi người hết sức lưu ý. Mười phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Mọi người có thấy là trên bầu trời xuất hiện rất nhiều cái hiện tượng lạ mà chưa bao giờ trong lịch sử xảy ra không? Chưa bao giờ trên bầu trời lại xảy ra nhiều cái hiện tượng lạ như là cá chép vượt vũ môn này, rồi là đám mây ngũ sắc màu áo của Phật Minh Tuệ này. Đó, đám mây ngũ sắc đẹp chưa mọi người đã thấy trên bầu trời? Bao giờ trên bầu trời mà xuất hiện một cái đám mây nó đẹp như vậy chưa? Từ xưa tới giờ, từ trước tới giờ chưa bao giờ trên bầu trời lại xuất hiện một đám mây đẹp đến như vậy đó. Rồi là cầu vồng này, cái cầu vồng vừa rồi đó mọi người thấy chưa? Cái cầu vồng xuất hiện trên bầu trời mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ có cái cầu vồng nó to như vậy. Cầu vồng nào mà nó to như vậy luôn, nó bự như vậy luôn. Đấy, tất cả những dấu hiệu nó đều là xuất hiện ở năm 2024 này. Rất nhiều hiện tượng lạ mọi người có thấy không? Đó. Thay đổi tất cả mọi thứ, trời đất thay đổi, trời mới đất mới, mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều mới nha mọi người nha. Sau này ấy, tầm 2-3 năm nữa, 2026, 27 đến 29, 2029 đó, nó thay đổi rất nhiều thứ luôn, thay đổi rất nhiều thứ mà từ xưa tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ thấy. Ngày trước như thế nào, bây giờ khác, ngày xưa khác, bây giờ khác, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, đổi hồn nhân gian, đổi hồn nhân gian. Mọi người có hiểu thế nào là đổi hồn nhân gian không? Đổi hồn nhân gian. Và bây giờ không chỉ riêng một mình Phật Minh Tuệ xuất hiện ở cái trái đất này thôi đâu. Rất nhiều những vị thần khác, những bậc thánh cũng đã đến với cái nhân gian, đến với cái chất trái đất này rồi đó. Đã hội tụ là đầy đủ ấy, xuống hết. Tất cả các bậc thần thánh xuống hết, đến hết với nhân gian này. Và cái trần gian này sau này sẽ thuộc về bậc thánh. Cái trần gian này sẽ thuộc về bậc thánh. Bậc thánh sẽ lấy cái trái đất này, cái trần gian này làm cõi của bậc thánh, làm cõi của Tây Phương Cực Lạc, và làm là thế giới của thánh luôn. Cõi của thánh, thuộc về cõi của thánh. Thay đổi đấy. Đổi hồn nhân gian nó là như vậy. Đổi hồn nhân gian.
Nên là những ai mà tu tập được như những con đường của Phật Minh Tuệ, những đệ tử mà đang đi theo cái con đường tu của Phật Minh Tuệ là những người đó đang an toàn. Những người đó là sau này sẽ là thuộc về Bậc Thánh, thuộc về trái đất của Bậc Thánh. Những người đó là những người sướng nhất ấy. Hiện tại những cái người đó bây giờ đang là sướng nhất đó, an toàn nhất đó. Nên là vì sao là các Bậc Thánh vẫn còn để cho một chút cơ hội, vẫn cho chúng sinh có cơ hội để tỉnh thức, thức tỉnh, suy nghĩ lại, cho chúng sinh thêm một cơ hội, một thời gian nữa để nghĩ lại là xem có tu không, xem còn ai tu nữa không, còn ai nghĩ lại nữa không, còn ai tu nữa không. Mọi người thấy là bên Myanmar chưa, bây giờ chưa? Đó, Myanmar rồi là Nga, Uka, các kiểu luôn. Và chuẩn bị tới đây nữa lại là Cam và Thái đấy. Đấy, trên trái đất này nó như vậy đó. Chúng ta đang sống ở trong một cái đất nước hòa bình thì không cảm nhận được cái điều đó đâu, không cảm nhận được nó như thế nào đâu, không cảm nhận được. Thế nhưng mà bên nước ngoài người ta đang cảm nhận được đấy, đang cảm nhận được là làm kiếp người nó đau thương như thế nào, đầu thai ra làm kiếp người nó đau thương đau khổ như thế nào. Nên là Phật Minh Tuệ mới nhắc nhở chúng sinh là tu để giải thoát kiếp luân hồi là kiếp sau không phải đầu thai làm người nữa, không phải lộn lại vòng luân hồi nữa, không phải quay lại làm người nữa, để giải thoát, tu để giải thoát khổ, giải thoát kiếp luân hồi là thoát khổ, thoát được kiếp luân hồi là thoát khổ, còn ở trong vòng luân hồi là còn khổ, còn tiếp tục khổ, vẫn còn khổ là như vậy. Là đi tu để giải thoát kiếp luân hồi, chứ không phải là tu để cho cuộc sống được giàu có hay là sung sướng ở kiếp này nữa, mà tu để giải thoát kiếp luân hồi, vòng luân hồi. Biết đâu kiếp này mọi người đang được ở một cái đất nước hòa bình, đang được đầu thai vào một cái nước hòa bình đang được sướng, thế nhưng mà kiếp sau lại phải đầu thai ở một cái mảnh đất khác, một cái nơi khác, một cái nơi mà nó nhiều khổ đau, một cái nơi nhiều chiến tranh như ở bên nước ngoài bây giờ đó, như bên Myanmar, bên Uka, bên Nga bây giờ đó. Chứ không phải là kiếp sau lại được đầu thai lộn lại ở Việt Nam như thế này đâu. Không phải là kiếp sau lại tiếp tục được làm người Việt Nam và đầu thai ở mảnh đất mà yên bình và hòa bình như thế này đâu. Đấy. Nên là mới tu để giải thoát vòng luân hồi là như vậy. Nên là sinh ra Phật, Phật sinh ra là để cứu độ chúng sinh, là cứu độ chúng sinh là như vậy. Cứu độ chúng sinh thoát khổ, thoát khỏi vòng luân hồi thôi. Phật chỉ có thể là giúp cho chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi. Đấy, về với cõi an lành, cõi hạnh phúc, cõi an lành, thoát khỏi cái cảnh mà đau thương, cái cảnh trong luân hồi làm người đó, thoát cảnh làm người. Đấy, Phật chỉ giúp cho chúng sinh như vậy thôi, chứ Phật không giúp nhiều cái. Phật không ban cho là lộc mới lại sức khỏe mới giàu có, mới lại không đi cứu những cái vụ mà thiên tai lũ lụt này nọ. Đấy, Phật không cứu những cái thứ đó nhá. Phật sinh ra chỉ cứu độ chúng sinh, là cứu độ chúng sinh khóc thoát khỏi khổ, thoát khỏi vòng luân hồi, mọi người lên nhớ nhé. Đấy, Phật là như vậy. Phật truyền lại cho chúng sinh con đường tu, dạy cho chúng sinh biết cách tu, để mà tu, để mà nhìn vào Phật, để mà tu theo, tu như thế để thoát khổ, thoát khỏi vòng luân hồi, thoát cái cảnh làm người ở kiếp sau, không đầu thai làm người nữa, mà không phải đầu thai làm súc sinh con vật nữa. Đấy, nếu không tu ấy thì kiếp sau lại tiếp tục, ai ác thì đầu thai làm con vật, làm súc sinh, còn ai tốt thì vẫn đầu thai lại làm người, lại lộn lại làm người tiếp, làm một người khác ở một mảnh đất khác, chuyển sinh vào một nơi khác, một con người khác, một hình hài khác. Đó, luân hồi nó là như vậy, kiếp luân hồi nó là như vậy. Chứ nhiều người cứ bảo là có Phật thì tại sao ở mảnh đất Gia Lai lại động đất nhiều như thế, không độ được mới không cứu được, với lại nhiều vụ sóng thần, với lại là lúc sóng mưa bão rồi là thiên tai này nọ, không cứu đi, không đến mà cứu đi, không cứu được. Đấy, nên là nhiều người không hề hiểu về Phật, nhiều người không hiểu về Phật Pháp, nên là mới đặt ra những câu hỏi nó ngớ ngẩn như vậy thôi. Đấy, Phật không phải cứu độ những thứ đó, Phật chỉ cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh
biết cách tu, chỉ cho chúng sinh con đường tu, chỉ cho chúng sinh một con đường, và chúng sinh phải tự dùng đôi chân của mình để đi trên con đường đó. Tự mình phải tu, tự mình làm bó đuốc soi sáng cho chính mình. Chỉ có thể dựa vào chính mình, tự bản thân dựa vào chính mình, chứ không thể dựa được vào ai khác nhá. Phật chỉ có chỉ cho chúng sinh cách tu, để cho chúng sinh tu mà tự thoát khổ, tự giải thoát. Thế thôi. Chứ Phật thì không sẵn đâu mà tự dưng là sinh ra Phật để mà đi mang sẵn đến phước lành này nọ để cứu mọi người. Mọi người không chịu tu, ăn sẵn, cứ đợi ăn sẵn, đợi Phật đến cứu, không có chuyện đó. Nha, không có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, không có cái gì mà sẵn như vậy cả đâu. Đấy, mọi người phải nhìn vào bên Myanmar hiện tại bây giờ đó, đang chiến tranh đó. Mới lại Nga, mới Uka đấy, tất cả các nước bây giờ bên thế giới nó không hề yên bình, thì mọi người mới thấy là đầu thai ra làm kiếp người nó đau thương đau khổ như thế nào. Đấy. Nhìn vào đó mà thấy nó khổ thì mới tu để thoát khổ ở kiếp sau. Kiếp sau không lộn lại làm người nữa thì sẽ không khổ. Còn tiếp tục lộn lại làm người, đầu thai làm người thì còn phải khổ. Còn phải chịu những cái cảnh như thế. Chiến tranh, động đất, sóng thần, đủ thứ. Dịch bệnh. Sướng ở kiếp này, những người mà đang được đầu thai ở cái đất nước Việt Nam này thì sướng ở kiếp này thôi. Còn những người mà đang sống ác ấy, ví dụ như những người mà sống ác hàng ngày lên chửi Phật Minh Tuệ đấy. Hàng ngày chỉ có ăn mới lên để nói xấu, mới lại xúc phạm Phật Minh Tuệ đấy. Đau thương lắm, kiếp sau họ khổ. Kiếp sau họ phải đầu thai ra làm một người ở một cái nơi đủ thứ luôn, khổ cực, nó hành cho. Về địa ngục đã chịu cực hình ở dưới địa ngục bao nhiêu ngàn năm rồi, xong rồi đến lúc quay lại lộn lại làm người, đầu thai lại làm người, cực khổ luôn, mà nó nhiều kiếp nhiều đời. Giờ làm việc ở đây các bác. Máy xuống di chuyển đúng rồi.
trong này rất là lún luôn các bác. Thank you.
vọng là kỳ tích xảy ra các bác ơi. Anh em chỉ hy vọng là tìm được là thi thể là con gái của cô ấy, cô này ngày nào ngày ngày ra ngóng các bác ạ. Sộc lên luôn các bác. Những lời của cô là nằm mơ sẽ thành hiện thực các bác ạ. Nằm mơ thấy con gái các bác, hy vọng là ở bên kia bên lực lượng chức năng người ta là cũng cho quay phim ghi hình các bác, vì thế là các mọi người ghi hình các YouTuber phải lên trên hết, không được ở gần đấy các bác ạ, vì nguy hiểm ấy. Góc này để quay cho các bác xem. Thì ở trên này quay ghi hình lên, cập nhật lên cho các bác xem, và các bác ở bên dưới là cơ quan chức năng à, không cho mọi người dân xuống như đấy. Cơ quan chức năng sẽ tìm kiếm được các bác ạ.
đào hết chỗ kia các bác, có vẻ là chắc là không thấy không có cái gì các bác ạ. Thế là máy lại di chuyển lên trên này tiếp này. Lên đây cái là gọi là không ngờ luôn nhỉ. Không nhìn không ra. Nhìn không ra luôn. Đoán thì chỉ được đoán được hướng thôi. Mà gia đình của nhà chị đấy ạ. Vâng. Nhà ông bóng bàn. Đây các bác anh em ở xa đến đây các bác bảo. Nhà nó ở phố trên đấy. Đến đây bây giờ nhìn mà phát là đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tưởng tượng được, không nhìn không ra. Trước xưa là một cái bản làng. Mình biết là em. Cái hình dung nó làm cái đường đấy là có mấy nhà đấy ra xuống. Đấy, còn đây có nhà anh em đây. Vâng ạ. Đây là toàn là bãi gọi là cánh đồng. Vâng. Có cái đường cắt ngang. Vâng. Dục luôn cái nhìn thành một bãi. Vâng. Thành một bãi đất, bãi đá luôn ạ. Bãi bùn không mà. Tính ra là từ cái chỗ nhà thằng em trên đấy. Cách cái chỗ nó nổ trên đấy nó không phải mấy cây đấy nhá, không phải ít đâu. Vâng ạ. Thế mà nó sạt. Trong vòng trước mắt một cái san phẳng hết, không còn cái gì nữa anh nhỉ. Nhiều người ở xa đến đây là cảm nhận các bác không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ là xảy ra như thế này các bác. Máy vẫn là làm các bác, máy hôm nay thì cũng trục trặc, cũng bị nhiều. Sáng nay thì máy con máy màu xanh là bị lún các bác. Chiều nay lại con máy màu đỏ dưới kia kìa. Bây giờ lại đang lại tuột xích rồi. Đang lún tuột xích dưới kia kìa. Vì bây giờ vào đào toàn những cái chỗ là bị lún các bác, sâu lắm. Vì thế việc tìm kiếm rất là khó luôn. Bãi rộng cái này có chỗ nó sụt lún, thậm chí hàng 10, 15 mét các bác. Máy không thể vào được, ví dụ như mấy cái chỗ kia, chỗ là chưa đến các bác, mà chỗ kia sụt lún hết. Người vào cũng khó các bác ạ. Máy vào. Tiếp tục là đưa những chú chó nghiệp vụ xuống để đi đánh hơi các bác ạ. Giờ này này.
hiện cái gì đâu. Máy xúc bắt đầu di chuyển lên thì kính tha thiết của các bác. Buổi sáng sớm ngày hôm nay lúc là 7 giờ sáng các bác, mọi người